Trên bản đồ Liên minh huyền thoại thế giới, chỉ cần nhắc đến khu vực châu Âu, người ta sẽ nhớ đến những đường giữa huyền thoại như PK, Alex X. Nhắc đến Trung Quốc, đó là những siêu xạ thủ như Uzi, Jackie Love. Còn ở Việt Nam, đó là những thần rừng như Sof hay Levi. Nhưng riêng Hàn Quốc, khu vực này không hề có một tiêu biểu cho làng đường nào, mà đó là tất cả mọi vị trí. Những siêu sao của họ luôn kiệt xuất và dường như họ được sinh ra để gắn với tựa game hơn 10 năm tuổi này của Riot. Nhân vật hôm nay cảm thấy thèm muốn nhắc đến, đó là Ambition, một huyền thoại của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc nói riêng và của cả thế giới nói chung. Không nổi lên theo phong cách đồ sát đối thủ như Peanut, không hy sinh thầm lặng cho tập thể như Benji, mà không phải là hoàng tử trộm cắp như Dandy. Người ta biết đến Ambition trong vai trò đường giữa xuất sắc một thời của Hàn Quốc với dấu ấn đậm nét bị cậu nhóc 17 tuổi mình debut solo kill dưới trụ. Ambition, tham vọng, cái tên đã nói lên tất cả về những khao khát cháy bỏng mà ngọn lửa đam mê nhiệt huyết của anh với tựa game này. Và nếu ngày ấy còn Nidalee của Faker không giết chết một Khazix chủ quan thiếu tập trung của Ambition thì có lẽ chúng ta đã không có một thần rừng mà mãi về sau mọi người còn nhắc nhớ. Ambition tên thật là Kang Chan-yong. Anh sinh ngày 29 tháng 6 năm 1993, quốc tịch Hàn Quốc và thuộc cung cự giải. Cự giải hành động rất cẩn thận, không bao giờ vội vàng, hấp tấp để hỏng chuyện. Trước khi quyết định một điều gì đó, họ suy nghĩ, đánh giá rất tỉ mỉ, nhưng cũng không bao giờ hỏi ý kiến như người khác. Họ thường giấu kín những suy nghĩ của mình, không muốn thổ lộ ra bên ngoài. Tất cả có lẽ đều chính xác với Ambition. Với sự điềm tĩnh đến lạ lùng và ít khi biểu cảm ra ngoài, Ambition cho đối thủ của mình cảm giác khiếp sợ qua từng bước anh di chuyển. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, anh có cơ hội được tiếp xúc với công nghệ điện tử từ rất sớm. Năm 9 tuổi, Ambition đã bắt đầu chơi game. Trong suốt gần một thập kỷ sau đó, anh là một game thủ có trình độ cao ở tựa game StarCraft. Và khi cậu nhóc ngày nào đó đã trưởng thành, anh rẽ bước sang một con đường khác, Liên minh huyền thoại. Ambition bắt đầu nghe mọi người nói rằng Liên minh huyền thoại sẽ vượt qua StarCraft về độ phổ biến. Sau một thời gian, anh bắt đầu tìm hiểu thử xem trò chơi mới này nó như thế nào. Thời điểm vị tướng Nocturne ra mắt cũng chính là lúc Ambition bắt đầu tiếp cận với tựa game. Ban đầu, anh chủ yếu chơi xạ thủ và đặc biệt là vị tướng Vay. Nhưng khi đặt chân vào đội tuyển chuyên nghiệp đầu tiên của mình, anh đã chuyển sang đường giữa. Là một trong những người chơi thuộc lứa tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc, Ambition bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình từ nửa cuối những năm 2011 trong mùa ảo của Maximum Impact Gaming Blaze và ngay ở mùa giải OGN Champions đầu tiên tham dự là mùa xuân 2012. Anh cùng với những người đồng đội của mình bước lên một vinh quang sau khi đánh bại người anh em là Maximum Impact Gaming Frost. Sau mùa giải đó, MIG Blaze được Azubu tài trợ và đổi tên thành Azubu Blaze. Tuy nhiên, từ sau khi đổi tên thì đội tuyển của Ambition đã luôn lỡ hẹn với những danh hiệu lớn. Azubu Blaze của Ambition tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên của tổ chức mang tên MLG Summer Arena. Tại đây, với đầu tàu Ambition thống trị giải đấu và hủy diệt Team Solomid 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Sau đó, Blaze tham dự Azubu The Champions Summer 2012. Tại trận bán kết, họ phải nhận thất bại trước Frost sau 5 ván đấu kịch tính và họ thất bại luôn trong trận tranh hạng 3 với Najin Shore. Họ vẫn còn một cơ hội để đến với Los Angeles nhằm tham dự chung kết thế giới mùa 2, nhưng đáng tiếc rằng họ lại thất thủ trong trận chung kết trước chính Najin Shore một lần nữa. Một tháng sau, Azubu Blaze đến với giải đấu OGN Champions mùa đông 2012, hừng hực khí thế nhưng chỉ đạt hạng 4 chung cuộc. Blaze bị mời tham dự IEM Season 7 World Championship, nơi họ đã giành chiến thắng 3-1 trước Frost. Ambition được bầu là người đi đường giữa của Hàn Quốc tại All-Star Thượng Hải 2013 và họ đánh bại Trung Quốc với tỷ số 2-0. Cá nhân anh được cả thế giới xưng tụng khi dùng Twitter's Fate đánh bại được thần bài Misaya. Bước vào OGN Champions mùa xuân 2013, Blaze về với đội game nổi tiếng Hàn Quốc là CJ Antus và đổi tên lần thứ hai thành CJ Antus Blaze, đồng thời là thời điểm tỏa sáng nhất của hai tài năng là Flam và Ambition. Nhưng lại tiếp tục một lần nữa, anh cùng đồng đội lại vô duyên với vinh quang khi để thua trước MVP Ozone 3-0 trong một trận chung kết đầy cảm xúc. Họ vẫn đủ điều kiện tham dự vòng chung kết khu vực Hàn Quốc mùa 3 nhằm tranh vé đi chung kết thế giới, nhưng đã bị Bullet đánh bại 3-0 ở vòng đấu đầu tiên. Trước khi mùa giải tiếp theo bắt đầu, họ đã vượt qua vòng loại WCG 2013, nơi họ đánh bại OMG 2-0 ở trận chung kết, vô địch giải đấu và không để thua bất kỳ một trận nào. Vào đầu mùa giải 2014, Blaze tham dự Pandora TV Champions mùa đông 2013-2014, nơi họ một lần nữa bị loại khỏi vòng tứ kết sau khi để thua 1-3 trước Bullet. Họ đã thể hiện tốt hơn
tại Hot Seat Champions mùa xuân 2014, nơi họ xếp thứ tư sau khi thua Najin Wild Show 3-2 và sau đó là 3-2 trước Samson Ozone trong trận chung kết OGN của mùa giải Hot Seat Champions hè 2014. Blaze thậm chí còn không lọt vào vòng bảng. Kết quả tệ nhất của họ do những thay đổi đối với các quy tắc của OGN, Blaze và Frost buộc phải hợp nhất thành CJ Anthus. Ambition chuyển sang vị trí đi rừng và nhường lại đường giữa của mình cho Coco. CJ được mời tham dự IEM Katowice vào tháng 3 năm 2015. Họ kết thúc ở vị trí 5/6 sau khi đánh bại Gambit Gaming, nhưng sau đó để thua trước Team Solomid và Team WE. CJ đã tham dự SPNU James mùa xuân 2015, nơi mà họ để thua trận bán kết 2-3 trước SK Telecom T1 dù dẫn trước 2-0. Trick được gọi vào đội hình xuất phát trước khi bắt đầu SPNU James mùa hè 2015 để chia sẻ vị trí đi rừng với Ambition. CJ đứng thứ 3 tại vòng bảng James Summer, nhưng để thua Cool Tigers 0-3 ở lượt trận thứ 2 của vòng loại trực tiếp. CJ đã có đủ điểm để lọt vào chung kết khu vực Hàn Quốc mùa giải 2015 nhằm tranh vé đi chung kết thế giới, nhưng họ đã để thua 2-3 trước Jin Air Green Wings. Sau đó thi đấu tại LOL K-Spa Cup 2015, họ để thua 0-3 trong trận chung kết trước Ever. Ambition rời CJ Anthus vào tháng 11 để gia nhập Samsung Galaxy, một kỷ nguyên mới được bắt đầu. Trong suốt vòng bảng LCK mùa xuân 2016, Samsung Galaxy thể hiện bộ mặt không mấy vượt trội khi chỉ sở hữu hệ số 10-8. Sau khi tưởng chừng như họ có thể giành được hạt giống thứ 5 và là hạt giống cuối cùng cho vòng playoffs mùa xuân, Samsung Galaxy đã không may bị xẻ chân bởi Africa Freaks đang nổi lên. Chung cuộc, Samsung Galaxy chỉ xếp thứ 6 và không thể góp mặt tại playoffs. LCK mùa hè 2016, Samsung Galaxy khởi sắc và luôn góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất. Thế nhưng, khi gặp phải những cái tên sừng sỏ xếp trên như Rock Tiger, SKT và KT Roster, họ khó tìm được thắng lợi. Samsung Galaxy chỉ xếp vị trí thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, kết quả đó đủ giúp Ambition cũng như các đồng đội có cơ hội tranh vé đến với chung kết thế giới. Tại vòng loại chung kết thế giới khu vực Hàn Quốc, Samsung lần lượt đánh bại Africa Freaks với tỷ số 3-1, sau đó là KT với tỷ số 3-2 để đoạt lấy tấm vé tham dự chung kết thế giới. Chung kết thế giới 2016, Samsung được xếp vào bảng D nặng ký với sự góp mặt của hạt giống số 1 khu vực Bắc Mỹ, Team Solomid, hạt giống số 2 khu vực Trung Quốc, Royal Never Give Up, và hạt giống số 3 khu vực châu Âu, Spice. Dù không được đánh giá quá cao trước khi giải đấu diễn ra, thế nhưng Samsung Galaxy đã cho tất cả biết vì sao Hàn Quốc thống trị Liên minh Huyền thoại thế giới. Đội hình khi đấu của Samsung Galaxy không có những cái tên tuổi nổi cộm như Mata, Dandy ở Samsung White hay Death, Day ở Samsung Blue ngày trước. Họ là tập hợp của những nhân tố không phải kiệt xuất nhưng chắc chắn là chất lượng bậc nhất lúc bấy giờ. Lối chơi kiểm soát của Samsung phụ thuộc rất nhiều vào người chơi đi rừng, có thể nói thành bại tại rừng, và Ambition làm quá tốt khoảng đó. Chỉ thất bại duy nhất một ván đấu từ vòng bảng, Samsung hiên ngang tiến vào tứ kết trong tư cách nhất bảng D. Bossa RNG xếp thứ 2 đến 2 chiến thắng. Đối thủ tại tứ kết của họ là một đại diện khác của Bắc Mỹ, Cloud9. Và khi May Chính bất lực trước người Hàn thì tỷ số 3-0 là kết quả không hề bất ngờ. Samsung có phần may mắn khi nhánh đấu của họ khá dễ thở. Nếu như cặp bán kết còn lại là trận BO5 đã đi vào lịch sử tựa game giữa SKT và Rock Tiger thì họ chỉ phải gặp H2K, một đội tuyển đến từ châu Âu. Và vẫn như vậy, vẫn là 3-0 cho Samsung. Trận chung kết của người Hàn được thiết lập, Samsung chạm trán với SKT. Tại trận chung kết, SKT vươn lên dẫn trước 2-0. Khi mọi người đều nghĩ về cái kết, thì Samsung bất ngờ trỗi dậy. Ambition thể hiện được bản lĩnh của mình khi kiềm tỏa hoàn toàn Benji và Blank bên kia chiến tuyến. Anh thực hiện hoàn hảo trọng trách làm nền, giúp cân bằng tỷ số 2-2. Và rồi đó cũng là tất cả những gì mà anh và tổng thể Samsung Galaxy làm được. Thất bại trong ván đấu thứ 5 của Samsung đưa SKT lên ngôi vô địch để đi vào huyền thoại với ba chiếc cúp thế giới. Cá nhân Ambition lại một lần nữa gục ngã trước đối thủ truyền kiếp Faker. Không chấp nhận thất bại đau đớn, Samsung vẫn giữ nguyên bộ khung ổn định với đường trên Kuvi, đường giữa Crown, bộ đôi xạ thủ hỗ trợ Ruler, Core JJ và Haru được mang về để sẵn sàng vị trí đi rừng với Ambition trong mùa giải 2017. LCK 2017 mùa xuân khởi tranh, một sự chú ý dường như đổ dồn vào SKT và Super Team KT Roster. Thật vậy, hai thế lực này liên tục thống trị bảng xếp hạng. Tuy nhiên, kết thúc giai đoạn vòng bảng, Samsung xuất sắc có được hệ số 14-4 và xếp thứ 2. Tiếc là ở trận bán kết, họ đã phải nhận thất bại tan nát 0-3 trước KT và ngậm ngùi về thứ 3 chung cuộc. Cá nhân Ambition trong mùa giải này cũng thật sự không quá nổi bật khi tân binh Haru hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 13 tháng 5, Ambition tổ chức đám cưới với cô bạn gái,
Meng Shuangji sau 4 năm hẹn hò bước vào LCK mùa hè, Samsung vẫn duy trì được phong độ ổn định và thường xuyên nằm trong top đầu bảng xếp hạng. Kết thúc giai đoạn vòng bảng, họ sở hữu hệ số 13 năm và xếp thứ 3. Tuy nhiên, Samsung nhanh chóng tan vỡ trước SKT với tỷ số 3-0 tại vòng playoff. Kết quả này khiến Samsung lại một lần nữa phải tham dự vòng loại chung kết thế giới khu vực Hàn Quốc. Và tại đây, Samsung phải chiến thắng 2 loạt BO5 mới có thể đi chung kết thế giới. Họ xuất sắc đánh bại Africa Fresh với tỷ số 3-2 nghẹt thở trước khi trả đủ vốn lẫn lời cho KT Roster với tỷ số 3-0. Super Team KT Roster phải ngồi nhà xem chung kết thế giới. Samsung một lần nữa là hạng giống số 3 khu vực Hàn Quốc. Chung kết thế giới lần này, Samsung Galaxy được xếp vào bảng C cùng với đối thủ đầy duyên ngờ Royal Never Give Up, G2 và hiện tượng mới nổi 1907 Fenerbahce. Họ sở hữu hệ số 42 sau vòng bảng. Hai trường thủ đỏ đều do RNG trao tặng, thế nên như lẽ tất yếu, Samsung không được kỳ vọng quá nhiều. Bước vào tứ kết, Samsung gặp phải đối thủ cực kỳ nặng ký là nhà đương kim vô địch LCK mùa hè, hạt giống số 1 Hàn Quốc và là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Longju Gaming. Khó có ai ngờ được rằng kết quả là 3-0 trắng. Chẳng hiểu có phải vì Longju bị choke hay do Samsung lên đồng, nhưng cái cách mà Samsung hủy diệt đối thủ làm cho người ta phải lặn xương sống. Họ thi đấu chuyển mình khác hẳn vòng bảng, và trong một meta lư hương sôi sục lên ngôi Samsung, có những nhân tố làm nền vĩ đại để vận hành trơn tru bên cạnh họng súng của Ruler. Samsung tiếp tục đè bẹp WWE 3-1 tại bán kết để bước vào trận đấu cuối cùng, tái hiện lại trận chung kết của mùa giải năm ngoái. Không như xưa, không còn là cuộc đua tỷ số, không còn là màn so kè cân não, mà chỉ còn là áp đảo. Samsung thắng SKT 3-0, điều mà không ai có thể ngờ đến. Có thể họ không phải là đội đầu tiên thắng SKT tại một cặp BO5, nhưng họ là đội duy nhất thắng SKT tuyệt đối tại một cặp BO5 trong giải đấu quốc tế. Samsung Galaxy của Ambition đã đạp đổ một tượng đài huyền thoại, đạp đổ một đế chế mà mãi cho đến giờ, đế chế đó vẫn chưa thể quay trở lại. Nước mắt Faker rơi, người ta không tiếc lời an ủi cho SKT T1, nhưng có mấy ai hiểu rằng cá nhân Ambition và tập thể Samsung đã phải bao lần nước mắt chảy ngược trước đối thủ, đã bao lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường và đã bao lần sụp đổ. Ruler là MVP của trận chung kết, Crown là một trong những đường giữa xuất sắc nhất Hàn Quốc từng sản sinh, Core JJ là hỗ trợ có phong độ ổn định bậc nhất Hàn Quốc, nhưng Ambition đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người Anh để dìu dắt thế hệ trẻ đi đến vinh quang. Và chiếc vô địch thế giới này đánh dấu bước ngoặt để cả thế giới hiểu rằng Ambition vừa là đường giữa kiệt xuất Hàn Quốc, vừa là tuyển thủ đi rừng đỉnh cao nhất trong thế hệ Pro Player F1 LCK. Nhiều tuyển thủ cũng chuyển đổi vai trò như anh, có thể kể đến như Score từ sở thủ sang rừng, Core JJ từ sở thủ sang hỗ trợ, nhưng chắc chắn Ambition là người thành công nhất tính đến hiện tại. Có thể nói, anh là một tấm gương cho các tuyển thủ trẻ về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh. Khi còn ở Azubu Blaze hay CJ Blaze, Ambition cùng với đồng đội luôn bị coi là kẻ phụ so với Frost, nhưng đã chứng tỏ được khả năng của mình để giành được chiếc vô địch LCK mùa xuân 2012 hay IEM mùa 7. Đến khi thi đấu cho Samsung Galaxy, Ambition đã dẫn dắt những người đồng đội trẻ đi lên từ vòng loại khu vực Hàn Quốc và trở thành nhà vô địch thế giới sau những chiến thắng không thể thuyết phục hơn trước Longju hay SKT T1. LCK mùa xuân 2018, Samsung Galaxy được mua lại và đổi tên thành KSV Esports. Họ vẫn giữ nguyên bộ khung đã lên ngôi vô địch thế giới trong năm trước. Tuy nhiên KSV thi đấu bết bát và chỉ là đội tuyển tầm trung trong mùa giải này. Họ chỉ xếp thứ 5 sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng với hệ số 9-9 và nhanh chóng thất bại 1-2 trước SKT tại vòng playoff. Tại giải đấu LCK mùa hè, KSV đổi tên thành Genji và thi đấu có phần khởi sắc hơn, cũng chỉ đạt hệ số 13-5 và xếp thứ 4 sau giai đoạn vòng bảng. Vòng playoff đầu tiên, Genji thất bại 0-2 trước Africa Fresh, nhưng với truyền thống của tổ chức, họ vẫn đủ điều kiện tham dự vòng loại chung kết thế giới khu vực Hàn Quốc. Lúc này, nếu muốn đến với chung kết thế giới, Genji phải thắng 3 loạt BO5 trước những đối thủ sừng sỏ như SKT T1, King Jones, Dragon X và siêu tân binh Griffin. Như thường lệ, Genji làm được điều thần kỳ. Họ lần lượt đánh bại SKT 3-2 tại vòng 1, đánh bại Griffin 3-2 tại vòng 2 và hủy diệt King Jones 3-0 ở trận đấu cuối. Genji ghi tên mình vào chung kết thế giới lần thứ 3 liên tiếp trong tư cách hạt giống số 3 khu vực Hàn Quốc. Kỳ chung kết thế giới lần này tổ chức ngay ở quê nhà, Genji nằm ở bảng B cùng với Cloud9, Vitality và đối thủ hữu duyên Royal Never Give Up. Người người nhà nhà đều cho rằng Genji và RNG là hai đội sẽ đi tiếp, nhưng không, Genji thất bại thảm hại trước tất cả các đối thủ. Họ chỉ gỡ gạt lại được một ván đấu trước Cloud9 và đành ngậm ngùi chấp nhận hệ số 1-5 để trở thành đội Hàn Quốc
có thành tích bết bát nhất tất cả các kỳ chung kết thế giới. Chặng đường dài của Ambition đã tràn ngập thất bại và tuyệt vọng trước khi cuối cùng đã đến đỉnh cao vào năm 2017. Nhưng ngay sau đó, nó đã sụp đổ một lần nữa khi Genji bị loại ở chung kết thế giới một cách quá bất ngờ. Sau đó không lâu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ambition tuyên bố giải nghệ. Dấu ấn duy nhất trong năm 2018 của Ambition chính là điểm hạ gục thứ 1000. Và với riêng anh, đó là 500 mạng ở vị trí đường giữa và 500 mạng ở vị trí đi rừng. Trước Ambition, các tuyển thủ từng được 1000 điểm hạ gục bao gồm Faker, Bray, Bang, Score, Kuro và Smap. Đây là một cột mốc mới trong sự nghiệp đầy vinh quang của anh. Ambition là một trong những nhân vật kỳ cựu và có tầm ảnh hưởng lớn nhất nền Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc, cùng với những Faker hay Score, Benji, v.v. Khởi đầu sự nghiệp trong ảo của MIG Blaze, Ambition đã trải qua 8 năm thi đấu đỉnh cao ở rất nhiều đội tuyển, gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Có thể nói, Ambition thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn như LCK, IEM, World Cyber Games hay chung kết thế giới. Anh cũng từng được bầu chọn vào đội hình All-Star Hàn Quốc ở các năm 23 và 27. Thời kỳ thi đấu đỉnh cao, Ambition được xem là đường giữa ổn định nhất Hàn Quốc. Anh cho rằng màn trình diễn của người đi đường giữa Hàn Quốc vẫn bị đánh giá thấp hơn các khu vực khác cho đến khi Faker xuất hiện. Anh nổi tiếng với khuôn mặt thô kệch và một nụ cười trông đáng sợ. Điều này khiến Ambition trở thành một nhân vật méo mó, vung gậy về phía đồng đội khi anh ta cảm thấy tức giận do anh giống với sát nhân người Hàn Quốc Lee Ho-sung, người đã từng là một cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Trong skin vô địch thế giới Samsung Galaxy Javan đệ tứ của mình, Ambition đã chọn hiệu ứng bi về cho môn thể thao yêu thích của mình, bóng chày, và thứ hai là với vợ, bằng cách lần đầu tiên lấy ra một cây gậy bóng chày mà sau đó biến nó thành một bó hoa được trao dự đám cưới. Anh và Faker có thể xem là đối thủ duyên nợ không đội trời chung khi ân oán giữa cả hai tương tự như Batman có Joker, Superman phải có Lex Luthor. Trong thể thao, những cặp đối thủ như vậy thường trở thành nguồn cảm hứng và là đề tài tranh cãi của rất nhiều thế hệ người hâm mộ cũng như các vận động viên. Sự cạnh tranh như vậy cũng xảy ra trong Liên minh Huyền thoại, ví như KT Roasters và SKT T1. Hai tổ chức đã luôn so kè với nhau từ tất cả những bộ môn cũng như lĩnh vực mà họ tham gia. Ở mỗi đội lại luôn có những tuyển thủ muốn được chứng tỏ mình mới là người xuất sắc nhất. Trong rất nhiều những cuộc đối đầu như vậy, màn đối đầu nổi tiếng và lâu năm kéo dài cho đến tận bây giờ chính là mối duyên nợ giữa Faker và Ambition. Tại giải đấu Olympus Champions mùa xuân 2013, Faker đã có màn ra mắt vô cùng thành công, đánh dấu bằng một tình huống solo kill Ambition, người đang được đánh giá là tuyển thủ đường giữa số 1 ở Hàn Quốc. Kể từ ngày đó, họ đã luôn đối đầu với nhau trong những cuộc chiến quan trọng. Ở bán kết mùa xuân 2015, Ambition, khi đó còn là thành viên của CJ Enters, đã đẩy Faker cũng như SKT vào thế chân tường khi dẫn trước 2-0 trong loạt BO5. Nhưng sau cùng, họ lại bị đối thủ của mình lội ngược dòng và nhận thất bại chung cuộc 2-3. Ở mùa giải 2016, trận chung kết tại chung kết thế giới giữa Samsung Galaxy với SKT T1 đã được kéo đến ván 5. Nhưng một lần nữa, người nhận thất bại là Ambition. Cho tới LCK mùa xuân 2017, hai đội một lần nữa gặp nhau trong loạt trận playoff. Mỗi thất bại chỉ khiến cho những cuộc đối đầu sau đó giữa Ambition và Faker càng thêm rực lửa. Khi đó, Samsung Galaxy chỉ được đến với chung kết thế giới vào phút chót sau khi vượt qua vòng loại khu vực. Nhưng họ đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng khi loại Longju Gaming và lật đổ SKT T1 trong trận chung kết với cùng một tỷ số chóng vánh 3-0. Đinh mệnh tiếp tục đẩy hai con người này vào thế đối đầu trực tiếp tại playoff LCK mùa xuân 2018. Ở hai lần đối đầu tại vòng bảng, Faker đã thi đấu xuất sắc trước đội tuyển của Ambition, qua đó giúp SKT giành thắng lợi 4-0 sau hai lượt trận. Đến vòng playoff, Faker tiếp tục giành chiến thắng trước Ambition khi SKT thắng KSV 2-1. Sang đến LCK mùa hè 2018, Genji của Ambition đã thắng SKT để đến chung kết thế giới. Nhưng đó lại là một nốt trầm trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Hiếm có tuyển thủ nào có thể liên tục thi đấu ở một môi trường đỉnh cao như LCK, và càng hiếm hơn khi tuyển thủ đó chuyển sang thi đấu ở một vị trí hoàn toàn lạ lẫm đối với mình. Lão tướng Ambition chính là một trong những ngoại lệ. Anh đã khiến cho không ít đối thủ phải ngẫm lại câu thành ngữ gừng càng già càng cay. Từng được coi là người đi đường giữa hay nhất thế giới ở mùa 2012 dưới màu áo Azubu Blaze và sau đó là CJ Enters Blaze, Ambition luôn là ngôi sao sáng trong lịch sử Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, phong độ tụt dốc không phanh từ mùa 2013 trở đi đã khiến người ta ít chú ý hơn đến Midgard một thời, và theo vào đó là những tài năng mới nổi như Faker, Paul hay Day. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ambition đến vào năm 2015 khi hệ thống đội tuyển chị em tan rã dẫn đến sự kết hợp giữa hai đội tuyển Blaze và Frost để tạo ra một CJ Enters duy nhất. Anh quyết định chuyển sang đi rừng để nhường vị trí đường giữa cho Coco. Ở những tuần đầu tiên của LCK mùa giải 2015, Ambition
tỏ rõ sự lúng túng trong vai trò mới. Vị tướng duy nhất anh có thể sử dụng ổn là Khazit. Ngoài ra, những con bài khác như Lee Sin hay Rek'Sai trong tay anh đều chỉ xứng đáng đạt mức trung bình so với mặt bằng chung của LCK. Tuy nhiên, không hổ danh là một trong những người chơi tốt nhất Hàn Quốc, Ambition vẫn thích nghi được với vị trí mới bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Ngoài thời gian tập luyện cùng với đồng đội, anh còn tích cực đánh xếp hạng đơn và nổi tiếng với việc chơi liên tục một vị tướng trong thời gian dài cho đến khi thuần thục mới thôi. Lúc anh ký hợp đồng với Samsung Galaxy, đội tuyển bị coi là hữu danh vô thực khi họ không còn sức mạnh của Samsung White và Samsung Blue như ở mùa giải 24. Nhiều người đánh giá đây là một bước lùi trong sự nghiệp của Ambition. Tuy nhiên, sau tất cả, không một ai có thể nói Samsung Galaxy là một đội tuyển yếu, cũng như Ambition là một người đi rừng tầm thường. Lối chơi của Ambition đang ngày càng hoàn thiện, không hề thua kém những người đi rừng hàng đầu như Peanut hay Score. Thành công của Ambition không dựa nhiều vào kỹ năng cá nhân xuất chúng hay những pha xử lý màu mè, mà thay vào đó là tư duy chiến thuật vượt trội so với đối phương. Bồi luyện viên Monte Cristo đã từng nói, Ambition luôn biết tận dụng thời cơ để giành lấy lợi thế cho đội mình, thế nên dù đối phương có gây áp lực như thế nào đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn sẽ kiếm được những mục tiêu lớn. Với sự am hiểu về game, cũng như tư duy sắc bén của một người đi đường giữa, Ambition có thể chuyển những kiến thức ấy vào rừng và biến trận đấu thành một cơn ác mộng với đối phương. Chỉ cần thấy bóng dáng của người đi rừng phía bên kia, Ambition sẽ ngay lập tức đi cướp rừng, cũng như cắm mắt kiểm soát tầm nhìn cho toàn đội. Nếu đối phương tập trung nhiều người, anh sẽ tổ chức ăn rồng hay sứ giả khe nứt, hoặc giúp các đường đổi trụ. Chỉnh lối chơi bao quát toàn bản đồ, cũng như phối hợp chặt chẽ với những người đồng đội đã khiến Ambition cũng như Samsung Galaxy trở thành một đối thủ đáng gờm và không dễ bị đánh bại. Không chỉ mạnh trong giao tranh và hợp meta, Ambition còn có những con bài phù hợp với phong cách di chuyển bao quát bản đồ, khiến anh đã nguy hiểm nay còn nguy hiểm hơn. Khi đối đầu với Samsung, các đội tuyển thường bắt buộc phải dành 1-2 lượt cấm để nhằm vào Ambition. Điều này giúp những người đồng đội của anh được thoải mái hơn hẳn. Những năm tháng sau này, khi nhắc về tình huống bị Faker solo kill, Ambition cho biết, khi tôi còn là một người đi đường giữa, tôi gần như không xem trọng những tân binh cho lắm. Tôi dường như đã biết hết khả năng của bọn họ. Tuy nhiên, Faker là tên tân binh đã vượt qua điều đó. Tôi chẳng thể phủ nhận cậu ấy là một người chơi cực giỏi. Đó là lý do khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng trong giai đoạn đi đường. Hơn nữa, tôi có thói quen xấu khi chơi Khazit là bấm tiến hóa ngay khi học chiêu cuối. Tôi nghĩ đó là cả thảy những lý do đằng sau pha tôi bị giết bởi ngọn lao của cậu ta trong lúc đang tiến hóa. Giờ đây, tình huống đó vẫn được xem là khoảnh khắc mà tôi phải lùi bước và bị thay thế trên cương vị là đường giữa số 1. Cũng không khó chịu gì đâu, ngược lại tôi cảm thấy khá thú vị khi mọi người cứ nhắc đi nhắc lại tình huống mà lẽ ra nó phải chìm vào quên lãng từ lâu. Thật lòng mà nói, tôi phải chịu kiếp làm nền trong khá nhiều pha highlight khác đấy. Anh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về một đội hình trong mơ. Nếu tôi phải chọn một tuyển thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất vào thời điểm đó, mà không kể đến tình trạng hiện tại của anh ta, tôi sẽ chọn Dandy. Dĩ nhiên rồi, Faker nếu ở đường giữa, Mata nếu ở hỗ trợ và Marin ở đường trên. Đối với xạ thủ, tôi chắc chắn phải nghĩ một chút vì có quá nhiều người. Không quá kỳ lạ để đặt bất kỳ ai vào vị trí đó, bởi mọi người đều chơi tốt cả. Nhưng nếu phải chọn thì tôi sẽ nghĩ đó là Dev và Imp, một thời họ còn chơi cho Samsung. Tôi nhiều lần phải nghĩ, hai tên này là ai? Có phải người không vậy khi chứng kiến họ thi đấu? Còn nói về một đối thủ, Score sẽ là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí tôi. Anh ấy vừa là một đối thủ mà tôi rất mực ghen tị, đồng thời là người giúp tôi phát triển rất nhiều. Anh ấy là một niềm cảm hứng tuyệt vời. Bọn tôi chưa từng nói chuyện riêng, nhưng có lẽ anh ấy cũng cảm thấy y hệt như vậy. Buộc phải vậy thôi, vì chúng tôi có quá nhiều điểm chung, cùng tuổi với nhau và sự nghiệp thi đấu cũng tương tự với nhau, kể cả việc chuyển vị trí sang đi rừng. Tôi nghĩ là sự nghiệp của tôi cũng sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có Score ở đó. Anh ấy là một đối thủ, nhưng đồng thời cũng là một chiến hữu. Tôi vẫn ủng hộ Score ngay cả khi bọn tôi bị loại sớm ở chung kết thế giới 2018. Tôi thường không ủng hộ những tuyển thủ khác như thế, nhưng tự nhiên tôi lại ủng hộ anh ấy, và tôi sẽ ủng hộ anh ấy trong tương lai. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chắc chắn là khi tôi giành chiến thắng ở chung kết thế giới. Đúng thế, những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ tồn tại rất lâu. Tôi sẽ chẳng thể quên cảm giác khi bọn tôi phá hủy nhà chính đối thủ trong trận đấu thứ 3. Tim tôi đập liên hồi và nổi gai ốc. Đó là một thứ cảm xúc vĩ đại mà tôi chưa bao giờ có được trải nghiệm. Đồng thời là khoảnh khắc khi tôi nâng cao chiến cúp vô địch, nơi ký ức về những thời điểm khó khăn chợt tan biến và chỉ còn động lại một cảm giác tuyệt vời rằng tôi đã vượt qua mọi thứ để đến với nơi này. Và với những chia sẻ của Ambition sau khi giải nghệ, chắc chắn khiến người hâm mộ hiểu hơn về tâm tư cũng như những hoài niệm trong anh. Nếu như thế giới tuyển thủ Liên minh Huyền Thoại là giải ngân hà, thì Ambition chỉ là nguồn sào sáng nhất. Anh có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng Ambition là người chắc chắn nhất. Anh có thể không phải là người để lại ấn tượng nhất, nhưng chắc chắn sẽ là người khiến đối phương ám ảnh nhất. Thời kỳ hoàng kim đã qua, và Ambition, cái tên cũng dần trôi vào quên lãng.
Thế nhưng, kiếc về một Midlander, một jungle xuất sắc vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người yêu liên minh huyền thoại.